Rồi bây giờ là mình sau khi mình làm xong cái landing page này rồi, mình làm cái form đặt hàng luôn rồi, thì bây giờ là sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp cái phần chat, cái chat trên trên đây, chat Facebook trên này, mà chat tự động. Nếu mà mình sẽ tạo ra một số cái kịch bản để cho người dùng họ hỏi trên này, và mình trả lời cho đúng những thông tin mà mình tư vấn trên này luôn, để cho họ mua hàng luôn trên này, từ một cách tự động mình không cần phải chat trên này luôn đó. Thì để làm việc đó thì đầu tiên á, mình phải có một cái trang lên cái trang là fanpage trước nha. Ví dụ tôi demo như nãy rồi nha. Đó, giờ đầu tiên mình phải có một cái trang fanpage, thì mình sẽ tạo ra fanpage vô Facebook, sau đó mình dấu cộng ở đây Facebook mới nè, dấu cộng ở đây Facebook cũ thì nó tạo trang. Đó, đầu tiên là trên trang là bắt buộc chúng tôi tạo một cái trang can đường nha. Facebook mới này giao diện nó bị lỗi cái phông tiếng Việt. Đó, hạng mục là sức khỏe nè. Sản phẩm dịch vụ mỹ viện cửa hàng áo trang web dịch vụ, sản phẩm dịch vụ đi, rồi mô tả là cái gì đây, mình mô tả hạng căn đường của mình nha. Bây giờ mình coi coi đây, hai căn đường đây có gì đây, và ở đây mình trang lên đây mình có, mình sẽ kiềm nhé, hạng căn đường. Cái này làm demo ấy, tôi làm nhanh nha, không có chăm chút về câu từ nha. Cái đường là gì đây? Đó, ví dụ đây, một số trang web không copy được, không được chơi cái công cụ copy này luôn. Rồi, tôi copy này nha, Ctrl C. Rồi, qua đây, mô tả sơ bằng cái thôi. Đó. Rồi giờ tạo trang. Đó. Nó vô này giới hạn à, ký tự nó giới hạn, nó báo lỗi. Đây nè, ở đây bị lỗi là hạ can đường đúng không? Đó, trời là trang khác nha, hạ can đường mới đi, chẳng hạn đi, 2020 đi, điều trị tiểu đường đi, tên khác nha, tên nó tôi có rồi. Tiểu đường. Rồi, ok, đặt tư vấn tiểu đường đi. Không đặt hạt căng đường. Tôi đặt cái trang là tư vấn tiểu đường ha. Facebook mới bị lỗi phông chữ, nhiều lúc mình gõ mình không biết gõ đúng hay sai luôn. Đó, Facebook mới nó bị lỗi phông chữ. Rồi, tao tao đúng là chỉnh ảnh bìa ha, bỏ vô. Ảnh bìa bỏ vô thì tôi kiếm ảnh bìa nào đó ha. Ảnh bìa của mình có, mình lấy ảnh bìa của mình, lấy ảnh bìa nào đó ha, ảnh bìa căn đường nha. Rồi, mình bỏ ảnh bìa vô. Chọn từ ảnh nè. Đây mình chọn từ tải lên nè, bỏ hình lên. Cái này nè, rồi bỏ hình lên đi.
ví dụ như đi rồi hình này luôn, sau đó xong rồi lưu thay đổi nè. Rồi cái này mình sẽ dùng Photoshop làm hình lại ngay, tại đây tôi làm cho nhanh cái qua cái phần landing page này đấy. Tôi dạy cái phần chat nha, mình sẽ lên đại diện nè, phải lên nè, kiếm ảnh nào đẹp đẹp bỏ lên nha. Ví dụ tôi để hình đại diện là cụ đi chẳng hạn. Không cần mô tả luôn nha. Rồi, ví dụ xong đi. Ví dụ xong trang này đi. Bây giờ tôi làm chat put cho trang này nha. Đó. Làm xong landing page mình làm thêm gì nữa, mình làm đăng bài vô đó mình làm tiếp ấy. Làm xong cái trang của mình xong. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái đường link A2 chat nè. Đường link của tôi đầu tiên rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đường link tôi gửi dưới đó nhóm nè, đường link này. Đường này, đường link này tôi sẽ để bên dưới mô tả ha. Rồi, đường này. Rồi sau đó tôi phải đăng nhập bằng cái Facebook mà quản lý cái fanpage của tôi. Đó, rồi sau đó phải tạo bot. Tạo bot là dẫn tới cái trang hạ khang đường hồi nãy tôi mới vừa mới ấy, tôi mới tư vấn tiểu đường nè, đây nè, đó, chọn ở trong đó. Và ở đây có nhiều cái mẫu để mình chọn ha. Ở đây là mẫu trống, là mình mẫu trống nghĩa là mình sẽ tự tạo ra kịch bản riêng của mình. Còn ví dụ như là chat variety thì cái này hơi khó, mình phải nghiên cứu ha. Đó, rồi khi mình làm. Rồi tiếp tục là những cái kịch bản mẫu đây. Thì trước khi làm này á, thì mình nhớ mình set lại là cái chỗ này phải tiếng Việt nha. Ngôn ngữ nè, mình chọn là tiếng Việt. Đặng khi á, cái kịch bản mẫu á, làm tiếng Việt cho mình luôn, đặng mình dễ sửa. Hoặc làm tiếng Anh mình khó sửa lắm, không? Nhớ đây mình chọn tiếng Việt. Mình chọn tiếng Anh ở đây, mình tạo con bot á, nó ra kịch bản bằng tiếng Anh, mình ngồi mình sửa cực hơn. Đó, cho nên mình nhớ, đây mình nhớ chọn là tư vấn tiểu đường ở đây, đúng với trang fanpage của mình. Rồi sau đó mình chọn mẫu này, ví dụ chatbot dành cho ba nè, hoặc là chatbot dành cho hỗ trợ khách hàng, chatbot dành cho giới thiệu sản phẩm, hoặc chatbot dành cho mini game, hoặc là chatbot tuyển dụng, tư vấn bán hàng, hoặc là chatbot Google Sheet đó, chatbot dành cho nhiều lắm, như nhà hàng, dành cho đặt hàng pizza chẳng hạn. Đặt hàng pizza đi nè, tôi lấy phần đặt hàng đây, đặt hàng pizza đây. Rồi. Tôi lấy cái mẫu này để tôi sửa thành cái mẫu của tôi, chứ không phải tôi bán cái pizza ha. Rồi tạo. Đó. Sau khi tạo ra cho xong của mình thì mình vô cái phần trả lời tự động nè. Thì sẽ có cho mình những kịch bản nè, kịch bản chào mừng, kịch bản mặc định, rồi kịch bản đặt bánh, rồi kịch bản đặt giá dịch vụ, kịch bản gặp nhân viên. Đó mới như kịch bản đó. Mình vô từng kịch bản này để mình sửa thành kịch bản của mình. Ví dụ kịch bản chào mừng, vô chỉnh sửa. Sửa đây, chào mừng, bấm vô đây thì đầu tiên là đầu tiên chào mừng anh chị. Cái này là ý nghĩa là anh hoặc chị ha. Nếu mà nam hay nữ thì sẽ chọn first name, last name là anh chị, tên gì đó thì lấy cái tên Facebook gắn vô. Đến với hệ thống gì đó bla 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 bla, vô. Đó. Rồi đây là cái hình ảnh mình có thể, hình ảnh sản phẩm của mình bỏ vô đây. Ở đây để mình sửa nè, tìm hình, xóa hình, tìm video, xóa video nè. Như đây mình muốn xóa hình, hoặc là thêm hình, hoặc là thêm video, hoặc là thêm file đó, mình bỏ ở đây. Rồi bên em có thể giúp gì được cho anh chị ạ? Nó sau khi xong cái này thì dẫn đi đâu? Ví dụ người ta ra, ví dụ khách hàng trả lời là đặt pizza online thì hành động gì? Hành động dẫn tới cái chuyển đến cái loại là đặt pizza, chuyển đến qua cái kịch bản khác là đặt pizza, gặp nhân viên hỗ trợ là sẽ dẫn đến cái kịch bản tư vấn. Có nhiều kịch bản nha, đó. Nút bấm. Rồi sau đó mình quay trở lại động đặt bánh nè, kịch bản đặt bánh nè. Bạn đặt bánh sau khi dẫn đến kịch bản đặt bánh thì có những cái dự kiện gì? Giống như loại pizza nè.
Xin hỏi anh chị muốn đặt loại nào? Hải sản, thập cẩm. Tao bấm hải sản thì hành động nhận cái gì? Không có hành động nào, hải sản là ok rồi. Không còn thập cẩm hay gì đó. À, tao bấm này thì nó không có hành động nào hết, nhưng mà nó sẽ dẫn xuống hải sản ấy, thì qua đây, thập cẩm thì qua đây nha. Hải sản thì nó qua bên này nha. Đây, nếu mà tao bấm hải sản, ở đây không có hành động nào, không có hành động nào. Hải sản nè, xuống đây hải sản. Dạ, chị muốn loại bánh nào nè, bánh nào hình 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 bỏ vô, tao bỏ vô hình vô thì đây người ta có thể bỏ hình vô đây. Hình bỏ vô, mình cũng có thể bỏ hình vô đây luôn cái hình sẽ bỏ mình, chứ chúng ta chọn dù mình bán nhiều thì ta sẽ chọn loại nhiều loại. Đây tao bấm vô nha. Thập cẩm thì thập cẩm mình có những cái thập cẩm nào, hình thập cẩm mình bỏ vô để cho tao chọn vô đúng cái hình đó, là tao đặt đúng cái sản phẩm đó luôn. Rồi kích thước, sau khi xong cái này mới dẫn tới kích thước nè. Kích thước cỡ nhỏ cỡ to, cỡ nhỏ cỡ to ta đặt đúng cỡ đó. Đó. Rồi thì chọn thêm gì đó, chọn thêm nữa đó, đó thì phải vô rồi đặt thêm gì đó, mình theo một cái hành động này để mình có thể dẫn dò mình sửa lại theo đúng cái kịch bản của mình đó. Mình sửa kịch bản này. Ừ. Đó là một cái kịch bản có sẵn nha. Sau khi mình sửa xong cái này đúng không, sau khi mình sửa xong mình muốn kiểm tra lại đúng không, thì bấm test nè. Send. Rồi. Trên điện thoại mình sẽ có nè tư vấn gì đó mình sẽ thấy nha. Đó. Lấy thấy 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 những cái tin nhắn này nữa, này nãy tôi chọn rồi cho nên nó có không có nữa. Rồi hải sản nè đó. Rồi mình cứ làm theo, mình test trên điện thoại, trên điện thoại mình sẽ hiện ra cái kịch bản đang mình test thử, mình test cảm thấy ok rồi á thì mình mới update cái này ra nha.